4. Phẩm Thiên Đế Lúc bấy giờ ở ba ngàn đại thiên thế giới này, tất cả từ đại thiên vương và các thiên đế cho đến cõi trời sắc cứu cánh, cùng vô lượng trăm ngàn muôn ước chúng, đồng đến ngồi trong hội chúng, chư thiên này do các nghiệp thanh tịnh mà chiêu cảm quả dị thục, hào quang nơi thân tuy phát ra rực rỡ, song so với hào quang của Như Lai thường hiện, thì không bằng một phần trăm không bằng một phần ngàn cho đến không bằng một phần cực nhỏ vì sao vì trong các hào quang hào quang của phật thường phát ra oai lực rực rỡ hào quang ngài là tối tôn tối thắng tối cao tối diệu không thể so sánh không thể sánh bằng là vô thượng đệ nhất hào quang của phật che lấp làm mất hẳn hào quang của chư thiên Giống như ánh sáng trăng rằm mùa thu, che lấp tất cả ngôi sao, khi ấy trời đế thích, bạch thiện hiện. Bây giờ trong ba ngàn đại thiên thế giới này đều có tất cả tứ đại thiên vương và các thiên đế cho đến trời sắp cứu cánh. Cùng với quyến thuộc đồng vân tập đến chúng hội, muốn nghe đại đức tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, cúi xin đại đức thương xót chúng tôi mà tuyên thuyết bạch đại đức sao gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa của đại bồ tát vì sao đại bồ tát an trụ nơi bát nhã ba la mật đa vì sao đại bồ tát phải học bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện bảo trời đế thích kiều thi ca thiên chúng các vị nên lắng nghe khéo tư duy tôi sẽ nương sức oai thần của phật thuận theo ý của như lai mà vì các đại bồ tát tuyên tuyết bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát